Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Em có mấy cái kính kính lúp đây, em quay video nên giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại Shop Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975275636. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Đây ạ. Nó có hai loại. Đây một loại cái đường kính bên trong nó nhỏ hơn nhá. Một loại này đường kính bên trong to hơn này. Đây em đo kích thước nhá. Cái này đường kính của nó là 16 này. Đấy, 16 hết nhá. Đều 16 hết này. Cái này cũng đường kính bên ngoài là 16 nhưng mà cái kính bên trong ấy nó nhỏ hơn. Đây có hai cái nhỏ hơn thôi, nó đều là bằng nhau là cái loại này. Một mặt của nó sẽ là mặt phẳng như này. Còn đây, mặt cong như này nhá. Đây. Kính lúp này. Thực ra nhìn thực tế ở trên ở ngoài ấy thì phóng như này sẽ nhìn rõ hơn, còn đâu quay trên video này em thấy là nhìn trên điện thoại là nó cứ lóa lóa thôi, không nhìn thấy đâu. Còn nếu mà nhìn trực tiếp mà bằng mắt thường ấy thì sẽ nhìn rõ nhá. Kính lúp phóng to này. Đây. Đã nhìn quay trên điện thoại nó cứ em thấy là nhìn trực tiếp trên điện thoại của em này, em đang quay và em nhìn nó khó nhìn lắm. Còn nếu mà nhìn trực tiếp bằng mắt thường trực tiếp nó ấy thì nhìn rất là dễ nhìn. Đây các cái này thì em bán giá đồng giá là 100.000 một chiếc nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì là alo đặt hàng, số điện thoại em có ghi dưới phần mô tả của video rồi đấy ạ. Là em có dùng Zalo, bác nào có Zalo thì mình có thể vào trong Zalo đặt hàng nhá. Còn không thì cứ chốt cho em qua phần tin nhắn hoặc là gọi điện đều được ạ. 100.000 một chiếc. Cái này đường kính ngoài của nó tất cả đều là 16 hết nhá. Tất cả đều 16 hết ạ. Đây 100.000 một chiếc và ship toàn quốc là 30.000 một đơn giúp em nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ.